Con nghe mẹ hỏi, hồi sáng bố nói là có đứa nào đái dầm ra giường đấy. Thế đứa nào đái dầm ra giường con? À, đứa nào? À, là Duyên Bảo hả? Rồi, thế đái dầm ra giường thì bây giờ phải làm sao? Phạt như thế nào? Là phạt như vậy hả? Đứng tường hả? Thế nhưng mà không có tác dụng đâu, bây giờ đái ra giường rồi thì phải làm sao? À, lấy cái nước này để xử lý khi đái ra giường hả? Ừ, giỏi, chủ động nhận sai, thưởng nha.